Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ trưa giờ Việt Nam. Trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành một cái thời gian lớn nói về cái vấn đề liên quan tới đại án tham nhũng của lực lượng cảnh sát biển. Đại án này trầm trọng tới mức toàn bộ ban chỉ huy của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020 đã bị kỷ luật, nhiều trường hợp đã bị khởi tố và bắt giữ. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong cương vị Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư trong giai đoạn đời 12 chịu trách nhiệm đến đâu, và đó là lý do dư luận xã hội Việt Nam đặt ra những cái câu hỏi cần phải làm rõ trách nhiệm của Tổng Bí thư trong đại án này. Thưa quý vị, một cái vấn đề thứ hai có lẽ bắt đầu từ bây giờ trở đi sẽ được đề cập ít hơn, đó là liên quan tới đại dịch COVID-19, đặc biệt những cái thông tin về số ca nhiễm mới hay ca tử vong mà theo giới phân tích cũng như chuyên môn nội khoa. Nếu một khi chúng ta xác định một cái chủ trương sống chung với virus corona, thì những cái con số, những cái ca nhiễm mới F0 nó không còn ý nghĩa gì, và nó là những cái điều bình thường xảy ra trong cái xã hội đang có một cái quyết tâm cũng như nỗ lực để mở cửa hoạt động bình thường, đặc biệt là cứu nguy cho nền kinh tế hiện nay. Và thưa quý vị, một cái điều quan trọng nhất là dư luận xã hội cũng như giới phân tích trong những ngày qua đã thấy rằng cần phải kể đúng tội trạng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020. Bởi vì người ta nói, ngoài chuyện làm đổ một cái đoạn phên dậu mà có thể khép cái lực lượng cảnh sát biển này vào một cái tội danh được cho là tội phản quốc, tuy nhiên trong bao nhiêu năm trời, lực lượng cảnh sát biển được cho là đồng lõa bảo kê cho cái bọn cát tặc cũng như lực lượng quân đội Việt Nam tham gia khai thác cát để bán cho Trung Quốc thông qua những cái nhà buôn Singapore, để Trung Quốc sử dụng cát của Việt Nam để bồi đắp những cái đảo nhân tạo trên cơ sở những cái bãi đá mà Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam trong giai đoạn 1988-1993. Như quý vị đã biết, theo điều 4 khoản 1 luật cảnh sát biển của Việt Nam đã quy định rất rõ, theo đó lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, chịu sự lãnh đạo và thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của nhà nước cũng như chính phủ, và chịu sự chỉ đạo chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thưa quý vị, trong lúc giới phân tích thấy rằng những sai phạm trầm trọng của lực lượng cảnh sát biển, đặc biệt là các cái tướng lĩnh chỉ huy, nó làm cái cú đấm trực diện vào Bộ Quốc phòng cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, không hiểu lý do gì trong cái giai đoạn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm quyền, trong cương vị Tổng Bí thư, một người đứng đầu Đảng cũng như nhà nước Việt Nam hiện nay, người ta thấy đã nảy sinh ra rất nhiều cái trường hợp trên thực tế chính các cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt tay với tội phạm để trục lợi. Đó là các cái trường hợp lực lượng công an, lực lượng kiểm sát, rồi lực lượng tòa án, tất cả đều có những cái hành vi trục lợi bị phát giác và đã bị truy tố. Vậy mà nó tưởng nó chỉ dừng ở cái mức độ như vừa kể. Vậy mà này, các hoạt động bảo vệ chủ quyền của đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo và lãnh hải của Việt Nam lại được một cái lực lượng được nhân dân đặt niềm tin, đã có các cái hoạt động được cho là bảo kê thông đồng với cái việc buôn lậu của cảnh sát biển. Điều đó nó là những cái bằng chứng cho thấy bộ máy nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cái sai phạm trầm trọng, đặc biệt liên quan tới vấn đề chủ quyền. Thêm nữa cũng phải thấy với những cái sự tham nhũng như vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là liệu lực lượng cảnh sát biển, rồi cả lực lượng hải quân Việt Nam cũng vậy, liệu có đủ sức mạnh để bảo vệ lãnh hải bờ biển của Việt Nam hay không trước cái sự đe dọa xâm lấn một cách gia tăng của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Đó là chưa kể tới những cái việc như quý vị đã biết, Trung Quốc là trùm trong cái việc dùng thủ đoạn có thể dễ dàng mua chuộc và vô hiệu hóa các cái lực lượng quan trọng của nhà nước Việt Nam, kể cả của quân đội, liên quan tới cái vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tại sao cái vấn đề này trầm trọng kéo dài trong suốt thời gian từ năm 2011
cho tới nay mới được phát hiện. Đó là lý do theo giới phân tích như dư luận xã hội. Bộ Quốc phòng và Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải trả lời cho công luận rõ những câu hỏi. Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm rõ trách nhiệm của Tổng Bí thư đến đâu. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, niềm tin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời rộng rất nhiều trong thời gian gần đây, khi người ta đã phát hiện ra Nguyễn Phú Trọng là một người trình độ yếu kém, năng lực không có, nhưng vẫn được Trung Quốc đặt vào chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí đã quá những cái quy định của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ cho phép Tổng Bí thư có thể ngồi trong cái ghế Tổng Bí thư hai nhiệm kỳ liên tiếp mà thôi. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được Trung Quốc đặt vào chiếc ghế thứ ba. Một cái biểu hiện mới nhất mà chúng tôi đã nói với quý vị, đó là ngày 23 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra một cái lời tuyên bố phản đối Trung Quốc về việc đã đưa máy bay quân sự hạng nặng vận tải hàng hóa ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Và lập tức ngày 24, tức là sau đó một ngày, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có một cái cuộc điện thoại bất ngờ. Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn đảm bảo sự cam kết rằng ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi ở chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, có một cái điều mà ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các cái cựu chiến binh hay các cái tướng lĩnh lão thành về hưu, người ta vẫn ngộ nhận, người ta vẫn nghĩ rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người có thành tích trong vấn đề chống tham nhũng. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi xin mượn lời của tiến sĩ Trần Thất, cựu vụ trưởng Vụ Hành chính Tư pháp của Bộ Tư pháp, mới đây đã viết trên trang cá nhân của mình, cụ thể như sau. Ở Việt Nam hiện nay, một cái thể chế chính trị đẻ ra tham nhũng, tạo điều kiện dễ dàng cho tham nhũng, để rồi người ta lại hò hét nhau chống tham nhũng, thì nó không xứng đáng suy tôn một cái thằng bờm tóc bạc làm lãnh đạo đầu đàn, phải không các vị? Đó, thưa quý vị, nhiều người cứ tưởng là ông Nguyễn Phú Trọng ông chống tham nhũng. Tôi thử hỏi quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng với ai? Ông chống tham nhũng với ai? Nếu ông chống tham nhũng thì thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng đã không từ chối cái việc phải kê khai tài sản. Mà quý vị đã biết 54 đảng viên lão thành và các cái cựu chiến binh đã làm đơn đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công bố cái mặt công khai tài sản. Điều Nguyễn Phú Trọng từ chối và nói rằng đó là những cái vấn đề liên quan tới bí mật đời tư. Nếu Nguyễn Phú Trọng không tham nhũng, tại sao không dám công khai tài sản? Rồi cái vấn đề chống tham nhũng cũng vậy, tại sao? Những cái vấn đề nổi cộng, đó là những cái kẻ tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng xử lý rất nhiều, nhưng tại sao các cái nhân vật được cho là người Việt gốc Hoa như Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải, với những cái tội tày đình như vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng lại bỏ qua? Những ai cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng thì trả lời cho tôi hai câu hỏi vừa kể là đủ. Thưa quý vị, trước khi đi vào một cái nội dung liên quan tới vấn đề xử lý đại dịch COVID-19, như thường lệ, một lần nữa chúng tôi đề nghị các quý vị hãy dành cho KTV những cái bấm like, và quý vị có điều kiện hãy viết nhiều comment. Bởi vì nếu những cái chương trình nói chuyện của chúng tôi được bấm like nhiều và nhiều comment, nó sẽ tạo điều kiện cho các cái bài nói chuyện cũng như chương trình của chúng tôi được các cái thuật toán của mạng xã hội YouTube đưa lên giới thiệu trên trang nhất, và điều đó sẽ giúp cho những người ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận với chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng tôi khẳng định với quý vị, chương trình của KTV là một chương trình đưa các cái tin tức nhanh chóng, trung thực. Tất cả các cái tin tức mà KTV đưa ra đều được kiểm chứng, và chúng tôi chịu trách nhiệm về những cái vấn đề thông tin của KTV. Và thưa quý vị, hơn thế nữa, việc ủng hộ của quý vị đối với KTV cũng như quý vị đồng hành với chúng tôi trong cái thời gian vừa qua, nó là những cái hành động ủng hộ cho một cái công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam trên tinh thần tiệm tiến, thông qua việc chấn hưng dân trí xã hội, nâng cao dân trí, để giúp cho mỗi người Việt Nam có thể hiểu rõ hơn về hiện tình của Việt Nam hiện nay ra sao. Và để từ đó mỗi người, đặc biệt là giới trẻ và sinh viên học sinh, có thể xác định cho mình cần phải làm gì để đóng góp cho đất nước Việt Nam giàu mạnh và phát triển. Ở Việt Nam có một nhà nước pháp quyền được cai trị bằng luật pháp và công lý phải được thượng tôn. Thưa quý vị, chúng tôi khẳng định KTV là một cơ quan truyền thông
KTV không có chủ trương ủng hộ hay chống đối bất kỳ một cái thế lực chính trị nào. KTV đưa tin tức trên cơ sở đạo đức của nhà báo. KTV không đưa tin giả, đồng thời khẳng định KTV không cổ vũ cho các cái hành động bạo lực cũng như lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Chúng tôi nói những cái điều đó bởi vì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những ý kiến đặt vấn đề với KTV. Nhưng chúng tôi nói KTV không làm chính trị, KTV chỉ đưa tin tức. Còn cái việc người dân hay quý vị có những cái nhận xét đánh giá ra sao, đó là thuộc quyền của quý vị. Thưa quý vị, một cái vấn đề thứ hai đó là bắt đầu từ ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 10 vừa qua, KTV đã thay đổi những cái chương trình cơ bản. 6 giờ sáng là chương trình bản tin thời sự, các buổi 9 giờ, 10 giờ đó là các cái chương trình được thu gọn của cái bài nói chuyện ngày hôm trước, và buổi 11 giờ trưa là bản tin bình luận thời sự trưa. Rồi sau đó ở các buổi 13, 14, 15 giờ sẽ có các cái bản tin mới nhất. Đặc biệt 6 giờ tối chúng tôi sẽ có cái bản tin liên quan tới Việt Nam và châu Á. Và tới 20 giờ đó là bản tin bình luận thời sự của KTV. Xin mời quý vị theo dõi. Và thưa quý vị, một số ý kiến cho rằng chương trình của KTV với các bài nói chuyện dài trên 60 phút mà một số người do về điều kiện thời gian không thể theo dõi trọn vẹn, nên chúng tôi đã cắt nhỏ các bài nói chuyện dài trở thành những cái bài nói chuyện ngắn hơn để quý vị có thể tiếp cận theo dõi vào các cái buổi 13, 14, 15 và 16 giờ. Kính mời quý vị theo dõi. Một cái vấn đề thứ ba đó là đề nghị quý vị, những ai chưa đăng ký kênh Việt Thành KTV, một cái chương trình, một kênh dự phòng của hệ thống truyền hình KTV, thì xin mời hãy đăng ký để tránh khi KTV 1 có những cái vấn đề gián đoạn như cách đây một tháng thì chúng tôi vẫn có thể phát sóng bình thường và tiếp cận với quý vị. Và một cái vấn đề cuối cùng đó là nếu quý vị có các cái vấn đề hay các cái nội dung quý vị cần KTV bình luận, xin quý vị hãy nêu trong phần comment. Những ai có những cái bài viết mà thấy rằng cần phải được phổ biến rộng rãi, hãy liên lạc với chúng tôi qua email hoặc trang Việt Thành KTV trên mạng xã hội Facebook, và quý vị có thể sử dụng hệ thống Messenger để liên lạc đối thoại trực tiếp với chúng tôi. Tất cả đều có dưới đường link ở mỗi clip video. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và bây giờ chúng tôi trở về nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nội dung thứ nhất, một cái thời gian không dài, chúng tôi dành về những vấn đề liên quan tới đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Trong ngày vừa qua, theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 3 tháng 10, ở Việt Nam có 35.376 ca mắc mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh 2.461 ca, Bình Dương 1.283 ca, và con số tử vong được cho là đã dưới con số 100. Thưa quý vị, có thể đánh giá đó là những cái tin rất vui đối với tất cả mọi người. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, theo giới chuyên môn, bây giờ đã sống chung với virus corona thì không cần phải đưa các cái tin tức về số ca nhiễm mới hay những cái ca tử vong, mà phải coi những cái thông tin vừa kể là những cái diễn biến bình thường trong một cái xã hội bắt đầu sống chung với COVID. Một cái tin nổi bật liên quan tới vấn đề xử lý đại dịch COVID-19, truyền thông quốc tế đưa tin cho hay người dân ở Sài Gòn đổ xô đi trích vaccine Trung Quốc Sinopharm với lý do vì sợ cảnh sát sẽ phạt tiền. Truyền thông nhà nước đưa tin cho hay vào ngày 3 tháng 10, với những cái hình ảnh đăng trên báo Vietnamnet đã cho thấy ở một cái điểm trích ngừa ở Sài Gòn có hàng trăm người xếp hàng dài dằng dặc để chờ trích vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Nhưng điều đó, theo giới phân tích, không phải người dân chấp nhận trích vaccine Trung Quốc ai cũng toại nguyện, bởi vì ai cũng biết Sinopharm là một cái loại vaccine duy nhất đang được trích rộng rãi ở Sài Gòn trong lúc này, trong cái điều kiện các loại vaccine của châu Âu cũng như Hoa Kỳ đã hết, mà chưa được Bộ Y tế phân bổ kịp thời. Và thưa quý vị, ở đây cũng phải nói rõ, những cái chính sách cung cấp vaccine một cách nhỏ giọt của Bộ Y tế, người ta nói, cũng nhằm mục đích để đẩy người dân vào cái tình trạng cực chẳng đã phải chấp nhận tiêm vaccine của Trung Quốc. Trong khi đó, ở thành phố Hồ Chí Minh, theo cái chỉ thị mới nhất là chỉ thị 18,
trong cái vấn đề nới lỏng giãn cách thì có một số loại hình kinh doanh dịch vụ đã áp dụng những cái hình thức gọi là thẻ xanh COVID-19. Đó là phải trích đủ 2 liều mới được phép đi vào siêu thị hoặc tham gia những hoạt động ở nơi công cộng. Và thậm chí tại các cái điểm trích ngừa trong mấy ngày qua, vaccine Sinopharm cũng không có tại nhiều điểm tiêm chủng. Sau nhiều giờ chờ đợi thì người dân nhận được một cái thông báo vaccine Sinopharm hết và yêu cầu về nhà ngày mai quay lại. Thưa quý vị, cái vấn đề người dân Sài Gòn từ chỗ đã boycott, tức là quay lưng với vaccine của Trung Quốc, bây giờ lại có một cái động thái hoàn toàn ngược lại, đó là đổ xô để trích vaccine Sinopharm. Điều đó được hiểu là do chính quyền đưa ra các cái chính sách liên quan tới việc gần như là bắt buộc, nghĩa là người dân ra đường thì có những cái trạm kiểm soát đột xuất có thể yêu cầu xuất trình những cái thẻ xanh COVID-19, tức là một cái loại giấy tờ xác nhận đã trích vaccine. Nếu không có, người ta sẽ phạt tiền. Cụ thể, theo báo Thanh Niên, chỉ thị 18 của thành phố Hồ Chí Minh đã nêu rõ người dân được quyền lưu thông ở trên địa bàn, nhưng với điều kiện phải đảm bảo các cái quy định. Theo đó, sử dụng cái mã QR code, khai báo di chuyển của ứng dụng, và mã QR có thể thực hiện lịch sử trích vaccine của từng ứng dụng y tế ở Sài Gòn hoặc sổ sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng PC COVID-19 chính thức đưa vào hoạt động. Cũng theo báo Thanh Niên cho hay, những ai không đáp ứng được những yêu cầu vừa kể thì có thể bị cảnh sát phạt tới 1 đến 3 triệu đồng, tức là tương đương 44 đô la hay 132 đô la Mỹ. Trong khi đó, theo cổng thông tin COVID-19 ở Sài Gòn, tính đến ngày 3 tháng 10 thì ở Sài Gòn đã trích được 10,5 triệu liều vaccine, trong đó có 3,6 triệu người đã trích đủ 2 liều. Thưa quý vị, liên quan tới cái việc thuốc điều trị đối với bệnh COVID-19, truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, một cái hãng dược có tên là Merck đã thông báo họ hoàn thành được cái thuốc trị COVID-19 dưới dạng viên. Theo đó, ngoài việc tiêm chủng để ngăn ngừa, những người mắc COVID-19 và những ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có hy vọng có thể tránh được tình trạng bệnh trở nặng nhờ một cái loại thuốc mới được hãng dược phẩm Merck của Hoa Kỳ chế tạo. Theo AFP đưa tin cho hay, ngày 1 tháng 9 năm 2021, hãng dược phẩm Merck của Hoa Kỳ đã chuẩn bị xin phép bán thuốc này ở Mỹ sau khi đạt được những cái kết quả thử nghiệm mà được đánh giá là rất khả quan. Thuốc này có thể giảm gấp đôi nguy cơ bệnh nhân nhập viện vì bệnh nặng và cái tỷ lệ tử vong cũng giảm xuống một nửa đối với các cái bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, theo AFP mô tả, kết quả của loại thuốc viên này nó khả quan tới mức các cơ quan dịch tễ đã quyết định ngừng giai đoạn thử nghiệm sớm hơn dự kiến để đưa vào sử dụng dưới hình thức thương mại. Tuy nhiên, AFP cũng đưa ra ý kiến cho biết các cái chuyên gia hiện nay cũng khuyến cáo thuốc vừa kể không phải là thần dược, mà cái vấn đề tiêm chủng vẫn rất quan trọng. Và để đạt được cái hiệu quả thì thuốc này sẽ được sử dụng trước khi xuất hiện các cái triệu chứng bệnh nặng. Song vấn đề AFP đưa tin cho hay, tập đoàn dược phẩm Merck của Hoa Kỳ đã quyết định dự trù và cho sản xuất 10 triệu liều từ giờ tới tháng 12. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng dự kiến mua 1,7 triệu liều thuốc nếu toa thuốc vừa kể được thông qua. Thưa quý vị, có nghĩa là cuối năm này thì ở Hoa Kỳ người ta sẽ sử dụng cái loại thuốc vừa kể, và có lẽ thuốc đó về đến Việt Nam vào khoảng tháng 6 năm tới. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề xung quanh việc thành phố Hồ Chí Minh mở cửa, giảm cái sự giãn cách xã hội để bắt đầu hé mở, đưa xã hội trở lại hoạt động bình thường. Song như quý vị đã biết, kể từ đêm ngày 30 tháng 9 cho đến chiều ngày 2 tháng 10, một cái làn sóng người di cư, đó là những người lao động ở Sài Gòn, đã sử dụng xe mô tô mang cả gia đình và những cái tài sản còn lại của họ về quê hương, đặc biệt là người dân ở miền Tây và Tây Nguyên. Và thưa quý vị, điều đó nó tạo ra một cái hội chứng sốc trên mạng xã hội. Nhưng một cái điều quan trọng hơn, người ta nói
trong hai ngày vừa qua, tức là mùng 1 và mùng 2 tháng 10, nó đã tạo ra cho dư luận xã hội thấy một cái hội chứng người dân đổ xô về quê. Và đó là cái nguyên nhân do sự khủng hoảng, sự khủng hoảng lòng tin của người dân đối với chính quyền hay đối với chế độ, theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc trong một cái bài viết hội chứng về quê và khủng hoảng lòng tin cho biết, sau đợt người dân lũ lượt ra theo nhau về quê vào đêm ngày 30 tháng 9, rạng ngày 1 tháng 10, điều đó đã gây tắc nghẽn ở cửa ngõ Long An. Dù chính quyền tìm mọi cách ngăn cản cũng như thuyết phục, song làn sóng người đổ về quê vẫn không đồng tình. Và lúc ban đầu chỉ vài nghìn người, và cho tới nay đã có hàng vạn người đổ về quê. Và trước những cái áp lực như vậy, cuối cùng, chính quyền thành phố cũng như các cái tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã phải sắp xếp cho nhân dân về quê theo nguyện vọng. Và đặc biệt vào tối ngày 2 tháng 10, bà con lao động miền Tây lại có một cái làn sóng mới đi xe máy rầm rộ, nối đuôi nhau từ Bình Dương về thành phố để hồi hương, trong khi các lãnh đạo tỉnh miền Tây kêu gọi bà con ở lại nhưng không ai nghe. Dù rằng ở thành phố Hồ Chí Minh người ta đưa ra các cái lời hứa là ở lại, họ sẽ tiêm vaccine cho và có những cái gói hỗ trợ, song tất cả những người lao động ngoại tỉnh đều nói không với những cái sự quyến rũ mà người ta cho rằng chỉ hứa bằng mồm, nên ai cũng chỉ có một cái mong ước duy nhất là họ sẽ trở về quê. Đó là lý do tại sao đồng loạt có hàng vạn chiếc xe máy đã hướng ra quốc lộ 13 hướng về Sài Gòn. Theo mô tả, có hàng ngàn chiếc xe máy rú trong đêm với một cái quyết tâm ra đi bằng được. Trong khi, theo tác giả Đỗ Duy Ngọc, kể từ khi bệnh dịch bùng phát ở thành phố và một số tỉnh lân cận, đây là một cái đợt di cư lần thứ tư, một cái gọi là một công cuộc di tản trên quê hương của mình. Nó bắt đầu ở những người quê ở miền Trung và miền Bắc. Người ta đã sử dụng mô tô, thậm chí xe đạp để vượt qua những cái chặng đường hàng ngàn cây số, bất chấp mọi nguy hiểm. Song những người lao động, họ ở một cái hoàn cảnh bế tắc nên họ phải liều lĩnh quay đầu đi về. Rồi đến đợt thứ hai là đợt người miền Tây tất cả đến giới hạn của cái ngưỡng không thể chịu đựng được nổi mà người ta phải ra đi. Như quý vị đã biết, người Việt Nam có câu đất lành thì chim đậu. Trước đây Sài Gòn là đất lành, họ bỏ quê hương ruộng vườn từ miền Tây hay các cái tỉnh từ miền Trung, Tây Nguyên về Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai. Và thưa quý vị, nói không ngoa, trong một thời gian dài, mảnh đất Sài Gòn đã bao dung và rộng mở. Và những người lao động ngoại tỉnh, những cái dân ngũ cư đã trở thành dân Sài Gòn. Và họ đã làm đủ nghề để sống. Họ làm nghề để nuôi sống bản thân họ, con cái, gia đình họ. Ngoài ra, họ còn gửi tiền về quê cho cha mẹ già hay con cái. Bởi vì người ta nói, về thành phố dễ kiếm tiền lắm. Thợ hồ cũng kiếm được ngày vài ba trăm ngàn. Bán vé số được trăm tờ cũng được trăm ngàn. Làm thùng xôi đầu hẻm, mỗi xe bánh mì đầu đường, một gánh bún riêu trong ngõ cũng có thể sống được qua ngày, tương đối đầy đủ. Kể cả những cái người nghèo nhất với một chiếc xe đạp, rong đuổi để đi mua phế liệu, lượm ve chai, cũng có thể nuôi sống được gia đình vài ba người. Còn những người làm công nhân ở trong hãng xưởng thì chắc chắn thu nhập sẽ khá hơn và ổn định hơn. Bát cơm của họ từng bữa sẽ có thêm miếng thịt, con cá. Con cái họ sinh ra sẽ được uống sữa. Và họ có thể an tâm lao động ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các cái tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, vân vân và vân vân. Với một cái chút hy vọng như vậy, và người dân ngoại cư về Sài Gòn luôn luôn hy vọng với cái đà như vậy họ sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn, và họ hy vọng một cái tương lai hạnh phúc hơn trong những năm tới đây. Nhưng thưa quý vị, đại dịch Covid-19 nó như một cái cơn cuồng phong, nó quét qua thành phố cũng như các cái vùng phụ cận, làm cho đất đai không còn trong lành. Những cái chỉ thị, văn bản, quyết nghị, những cái biện pháp của chính quyền lần lượt ra đời. Và đó chỉ là trong vòng một đêm, đường số không bóng người, xóm làng thì trăng dây. Thậm chí người ta sử dụng căng cà, rào kẽm gai. Trong khi đó nhà máy thì đóng cửa, mọi hoạt động xã hội đông cứng và tất
cả mọi người, từ người giàu tới người nghèo trở thành kẻ thất nghiệp, phải ngồi im cho bốn bức tường. Rồi những người có điều kiện có một chút tiền nhỏ nhoi để dành rồi cũng hết. Và thưa quý vị, sau 4 tháng, hay chính xác hơn là 123 ngày, một cái viễn cảnh được cho là chết đói đã đe dọa cuộc sống của tất cả mọi người. Trong khi những người lao động, đặc biệt người nghèo ở Sài Gòn, người ta đã quá chán khi nghe những cái tin cũng như lời hứa của chính quyền, nào cấp gói nọ, nào cấp gói kia, mà cuối cùng tới mức người ta nói muốn nhận thì lên tivi mà nhận. Đó là lý do niềm tin của người Sài Gòn đã mất. Họ không chờ nữa, trong khi nhà thì một hạt gạo không còn, sữa cũng chẳng có để mua cho con, đến bữa không còn bát cơm, mà họ còn thấy bị chính quyền bỏ rơi họ. Và đó là lý do khiến cho hầu hết người dân ở Sài Gòn, chứ đừng nói chỉ có dân ngoại cư, họ tuyệt vọng. Nhiều quý vị đã biết gói hỗ trợ lần nhất, lần hai, với các cái thủ tục rườm rà khai báo đủ kiểu, nhưng rồi kẻ có, người không. Thưa quý vị, chúng tôi nói cái việc hỗ trợ này nó không chỉ ở Việt Nam, ở các quốc gia cũng vậy. Tôi nói ví dụ ở Thái Lan, tất cả ai đều được đăng ký thông qua một cái app của chính phủ đưa ra. Anh kê khai theo số chứng minh thư, hoàn cảnh như thế nào, gửi thẳng cho một cái cơ quan tiếp nhận trong việc hỗ trợ. Và người kê khai cũng như người nhận kê khai không hề biết nhau. Và sau đó có một cái hội đồng theo những tiêu chí quy định rõ ràng. Và họ sau khoảng 30 phút trả lời anh được hay không được. Và cái gói hỗ trợ đó thì từng đợt thì chính phủ nêu rất rõ cho người dân biết. Ví dụ kỳ này hỗ trợ trong 3 tháng, mỗi tháng 100 đô. Và thưa quý vị, định ngày định giờ sẽ chuyển tiền và tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của từng cá nhân. Tại sao Việt Nam không làm những cái điều đơn giản như vậy mà phải sử dụng các cái tầng nước quan chức địa phương rồi xét, rồi duyệt? Và thưa quý vị, người Việt Nam, đặc biệt các cái quan chức Việt Nam hiện nay, nó tìm mọi cách để kiếm ăn cũng như moi móc, hay nói đúng hơn là ăn chặn. Những cái tình trạng bò đi lạc vào nhà họ hàng quan chức thì quý vị đã biết, thì làm sao tránh được cái vấn đề các cơ quan chức ở các cái tổ dân phố hay các phường xã người ta tham nhũng. Và thưa quý vị, bản chất nhà nước Việt Nam không công khai minh bạch, họ không quen làm những cái việc được cho là có thể kiểm tra kiểm soát thường xuyên. Đó là lý do người ta đã bị mất niềm tin. Đó là lý do những người lao động ở thành phố đã quyết định phải bỏ về quê. Họ nói về quê là một con đường duy nhất có thể sống. Và nói đi là đi, bất chấp lời hứa ve vãn của chính quyền. Trong khi chính quyền Việt Nam hiện nay, đặc biệt chính quyền của thành phố cũng như tỉnh Bình Dương, rất lo sợ các doanh nghiệp hoạt động trở lại, thì lấy đầu ra lực lượng lao động. Song người Sài Gòn, đó là những cái lao động ngoại cư đã tuyên bố, đã quyết định đi là đi. Ngày xưa họ đến đây vì tương lai, nhưng mà bây giờ về quê cũng là vì tương lai. Chúng tôi nói những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng chính quyền bây giờ không lo được cho dân, thì chả có lý do có thể níu kéo họ ở lại để phục vụ tiếp cho chính quyền. Mà quý vị cần phải hiểu rằng sự đóng góp của một cái lực lượng lao động ngoại tỉnh không nhỏ đối với GDP của thành phố cũng như GDP của Việt Nam. Và mới một cái khối lượng ngân sách khổng lồ tới 82% được nộp cho Trung ương. Trong đó có rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của người lao động ngoại tỉnh. Vậy mà chính quyền Việt Nam không hiểu và nhận ra điều đó. Tại sao trong hàng chục năm, những người lao động ngoại tỉnh đã đóng góp vào ngân sách như vậy, mà bây giờ người ta quên rằng phải trả lại một cái phần người ta đóng góp hơn chục năm trước đây, trong một cái thời gian ngắn vài ba tháng, tại sao không làm được, tiền đi đâu hết? Bởi vì người ta nói, nếu chính quyền mà hiểu được nỗi lòng của người lao động, thì người ta đã không về, vì người ta cùng đường, nên người ta không chấp nhận thông cảm với chính quyền. Và những cái điều đó cho thấy, chính quyền Cộng sản Việt Nam vắt chanh bỏ vỏ, họ vắt hết nước của một quả chanh, họ vứt bỏ sang bên lề xã hội. Nhưng rồi đến khi không còn chanh nữa, thì đến cái vỏ chanh cũ người ta cũng phải nhận lại. Thưa quý vị, trên mạng xã hội xuất hiện những cái hình ảnh những cái người lao động ngoại tỉnh trước các cái chốt chặn của cảnh sát. Họ đã quỳ mọp xuống với bó nhang giữa hương lộ mà vái với thinh không. Họ không quỳ lại các lực lượng công an và cảnh sát cơ động
bởi vì họ biết rõ lực lượng này chỉ là cái lực lượng thừa hành mệnh lệnh. Lệnh trên bảo họ cấm không cho dân về là cấm, cho phép mở để cho dân về là họ thả. Mà người dân, người ta vái lại bởi họ chỉ có một con đường duy nhất. Họ vái lại bởi họ chẳng biết tìm ai vào bây giờ. Họ chỉ biết vái lại trời, đất, thần, Phật, thậm chí họ lại cả âm binh, ma quỷ, để mở cho họ một cái con đường sống. Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, họ vái lại như vậy là một cái hành động cầu may để có một cái con đường thoát. Bởi vì họ cần một cái sinh lộ, bởi họ không còn tin vào những cái lời hứa của chính quyền đối với người dân. Thưa quý vị, nhất cái những cái tình trạng chúng tôi vừa kể để thấy rằng người dân chờ về quê, rời bỏ thành phố, và lãnh đạo thành phố cần phải ý thức rằng họ chưa làm tròn cái trách nhiệm lẽ ra họ cần phải làm trong việc chăm lo chu đáo cho người lao động. Đại diện của chính quyền thành phố thì nói bất cứ người dân nào đến với thành phố vì bất cứ lý do gì, thành phố đều trân trọng đón tiếp và chăm sóc từ trước đến nay. Nhưng đến bây giờ thì người dân lại bỏ thành phố để ra đi. Thưa quý vị, cái phát biểu của lãnh đạo thành phố tương tự như ông Phạm Minh Chính từng đe dọa các nhà đầu tư nước ngoài. Tức là khi các anh kiếm lời ở Việt Nam được thì các anh ở. Còn bây giờ các anh không kiếm lời thì các anh bỏ Việt Nam ra đi. Đó là những cái suy nghĩ sai lầm. Bởi vì người ta quên rằng đất lành thì chim mới đậu. Việt Nam tạo điều kiện tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài thì đuổi người ta cũng không đi. Nhưng mà không tạo điều kiện tốt cho họ thì có mời hay níu kéo họ cũng không ở lại. Còn đối với người lao động thì quý vị đã biết họ là những cái cá nhân, là những cái cá thể nhỏ bé trong một cái cộng đồng những người lao động vài ba triệu người. Họ cũng chẳng có một cái gì gọi là mình là mày cả. Nhưng mà lãnh đạo không tạo điều kiện được cho họ để có thể duy trì sinh nhai để làm việc thì dứt khoát họ phải ra đi. Đừng có trách họ mà hãy các cái lãnh đạo của thành phố cũng như của quốc gia, các quý vị phải tự trách mình thì đúng hơn. Bởi vì dân đã chờ, dân đã đợi, dân đã mong. 4 tháng quý vị bảo người ta ở trong nhà, người ta phải chấp nhận người ta ở trong nhà. Trong một điều kiện việc làm không có, thu nhập thì không. Nếu không có những cái khoản hỗ trợ của những cái nhóm từ thiện thì lấy đâu ra những cái gói mì người ta ăn suốt trong 123 ngày. Hơn thế nữa, lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo Việt Nam hứa thì rất nhiều, báo chí thì nói cho lắm, nhưng thực tế thực hiện không được 1%. Đó là lý do người dân, đặc biệt những người lao động bây giờ, họ nói thẳng họ không còn sức để chờ, để đợi, nên họ phải dứt áo ra đi. Bởi vì 123 ngày vừa qua, họ mong chờ một cái sự giúp đỡ mà chẳng thấy đâu. Toàn với hứa và hứa, và lãnh đạo Việt Nam người ta nói bây giờ đã trở thành các con mà họ hứa mất rồi. Thử hỏi rằng, nói rằng có những cái gói hỗ trợ đến bao giờ sẽ cấp, hay là để họ tiếp tục nằm ở vỉa hè để chờ, để nhịn ăn nhịn uống, làm sao mà tin được chính quyền nữa. Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, có rất nhiều người lên xe máy trong túi chỉ có vẻn vẹn 50.000 đồng, sau khi đã tốn hết tiền xét nghiệm để có cái giấy đi đường. Có những cặp vợ chồng, theo đó vợ mang bầu 8 tháng, hai vợ chồng chở nhau trên một chiếc xe đạp với một cái con đường hàng trăm cây số mà trong túi chỉ có vẻn vẹn 100.000 đồng để làm lộ phí, tức là tương đương với khoảng 4 đô la Mỹ. Và người ta nói không biết người sản phụ ấy liệu có đẻ con rớt trên đường hay không. Nếu như không gặp được những cái người thông cảm với hoàn cảnh của họ, gửi cho 5 triệu đồng. Rồi có những gia đình vợ chồng con cái chở nhau trên một chiếc xe lình kình đồ đạc, tiền cũng cạn hết, và con đường về nhà thì còn xa, còn qua biết bao nhiêu trạm. Người ta nói có những người từ Bình Dương đã đi bộ, 2 vợ chồng và 3 đứa con, để về Sóc Trăng. Những cái thông tin đó thì quý vị đã biết truyền thông nhà nước đưa ra, tại sao chính quyền không có trách nhiệm. Đó là lý do người ta nói trong cả những cuộc chiến tranh Nam Bắc hay chiến tranh chống Pháp cũng vậy, chưa bao giờ người dân Việt Nam lại phải tàn cư trong một cái điều kiện tồi tệ như hiện nay, trong một cái tâm lý tất cả đều phải tránh né để trốn tránh. Trước họ trốn tránh tạm bom để tìm một cái nơi yên bình trong thời chiến. Giờ đây chiến tranh đã qua hơn nửa thế kỷ, mà cái thời người ta đi ra biển
để tìm một cái bến bờ khác cũng đã chấm dứt lâu rồi. Vậy mà bây giờ lại diễn biến một cái vấn đề là những người tị nạn trên quê hương của mình trong cơn đại dịch. Thưa quý vị, cái điều đó nó không bằng một cái sự tồi tệ phũ phàng của các cái lãnh đạo địa phương. Mà cụ thể, thưa quý vị, lãnh đạo 13 tỉnh miền Tây đã đề nghị chính phủ khi cho biết họ không có điều kiện để tiếp nhận những cái người ngoại tỉnh trở về quê hương. Một cái trường hợp điển hình là ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cho biết 12 lãnh đạo tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng với tỉnh Sóc Trăng kiến nghị đến tổ công tác đặc biệt của chính phủ yêu cầu tạm ngưng cho người dân tự về quê. Thưa quý vị, như vậy đấy, nửa tháng những cái người ở quê ở miền Tây người ta cầm cự và vượt qua được, nhưng bây giờ trở về quê hương ở miền Tây thì các cái lãnh đạo không chỉ Sóc Trăng nói riêng mà còn 12 tỉnh miền Tây đã nói không với người dân. Mà thưa quý vị, một cái điều đáng chú ý là trong phát biểu của Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nói rằng dân tự về quê, điều đó khiến cho những người miền Tây nghĩ tới một cái thời người dân miền Trung và miền Bắc Việt Nam đi mở cõi ở phía Nam. Vậy mà thời ấy, những cái người Hoa Minh Hương ở miền đất Việt Nam đã đón nhận, cưu mang họ và biến họ đến nay đã trở thành chủ nhân của một giải đất miền Tây. Vậy mà tại sao bây giờ các cái lãnh đạo của các tỉnh miền Tây, đó là những người luôn luôn nói rằng họ vì dân, do dân và của dân, tại sao lại quay lưng với người dân của mình như vậy? Người ta có câu kiến nghĩa bất vì, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Đó là cái điều người ta tự răn mình bằng những cái tính từ thủa dân đi mở cõi để đi tìm sự sống, lẽ sống giữa muôn ngàn cái chết và sự rình rập hiểm nguy truy bức. Đó là những nghi lưu dân người Việt đi mở cõi phía Nam. Người ta nói thủa ấy họ đã trọng nghĩa khinh tài, huống chi là cái lũ đầy tớ của người dân Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung thứ hai liên quan tới cái đại án của lực lượng cảnh sát biển. Như quý vị đã biết, vào cuối tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra một cái thông báo theo đó kỷ luật với tập thể lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trong đó có hàng loạt các tướng lĩnh từ tư lệnh tới chính ủy, rồi các cái lãnh đạo, các cấp tướng của các cái vùng cảnh sát biển vùng, từ vùng 1 tới vùng 4 đều nhận những cái bản án kỷ luật, thậm chí có những cái lãnh đạo cảnh sát biển vùng bị khởi tố và bắt giam. Như quý vị đã biết, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là lực lượng vũ trang nhân dân, là một cái lực lượng chuyên trách của nhà nước, là lực lượng nòng cốt để thực thi pháp luật ở trên biển, với cái trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn. Tuy nhiên, theo truyền thông của nhà nước đưa tin, các cái cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm của lực lượng cảnh sát biển đã phụ lại lòng tin của Đảng, nhà nước, quốc hội cũng như của nhân dân. Theo truyền thông nhà nước, dẫn cái đánh giá của Ban Bí thư, theo đó, những cái vi phạm này làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức Đảng, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của lực lượng cảnh sát biển cũng như quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đó gây bức xúc dư luận xã hội đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng. Thưa quý vị, có nghĩa là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải cắn răng để chặt một cái ngón tay của mình. Đó là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Như quý vị đã biết, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam mới được hình thành vào năm 1998. Lúc đầu lực lượng cảnh sát biển chỉ là cục cảnh sát biển trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Tuy nhiên 10 năm sau, tới năm 2008, cục cảnh sát biển được chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng, và năm 2013, cục cảnh sát biển đổi tên thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển theo nghị định số 96/2013 của Chính phủ dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Được biết, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chia ra làm 4 vùng, chịu trách nhiệm tác chiến, quản lý và bảo vệ. Vùng 1 là cái khu vực Vịnh Bắc Bộ thuộc Việt Nam, từ cửa sông Bắc Luân, Quảng Ninh đến đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị. Vùng 2 bắt đầu từ đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị tới Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định và khu vực ngoài Biển Đông. Vùng 3 bắt đầu từ Cù Lao Xanh tới Bắc cửa Định An, Trà Vinh và Biển Đông. Còn lại vùng 4, đó là bờ Bắc cửa Định An tới Hà Tiên, ở cái khu vực Kiên Giang cũng như Vịnh Thái Lan thuộc chủ quyền của Việt Nam. Được biết, trong cái thời gian gần 30 năm qua,
ngân sách đã đổ những núi tiền khổng lồ được cho là tới hàng tỷ đô la Mỹ để rót ra cho cái lực lượng cảnh sát biển. Và người ta nói các cái tướng chỉ huy của lực lượng cảnh sát biển đã tự chuyển hóa trở thành các cái tướng cướp đúng nghĩa đen, kể cả nghĩa bóng, để họ vơ vét cho đầy túi tham. Như quý vị đã biết, cảnh sát biển là một cơ quan có con dấu hình quốc huy. Điều đó nó thể hiện về danh nghĩa chính thức, nó thuộc về chính phủ. Cảnh sát biển có ngân sách riêng của nhà nước, có cảnh hiệu, cảnh phục riêng do chính phủ quy định, đồng thời có cái luật cảnh sát biển cụ thể. Tuy nhiên, những sự việc tham nhũng nghiêm trọng được xem là một cái đại án đối với lực lượng cảnh sát biển đã gây phẫn nộ trong dư luận Việt Nam hiện nay. Được biết, sau hàng loạt đơn thư tố cáo của các sĩ quan chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát biển gửi đích danh tới ông Nguyễn Vũ Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Ngô Xuân Lịch, tuy nhiên trong cái thời gian dài thì không được xử lý và xem xét thỏa đáng. Chỉ đến khi sau đại 13, những cái đơn thư đó lại được gửi một lần thứ nữa, gửi tới tay ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới, đó là tướng Phan Văn Giang. Trong những đơn thư của các cái sĩ quan cũng như cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát biển đã tố cáo những cái bê bối tham nhũng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Và thưa quý vị, đó là với một cái quyết tâm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phan Văn Giang kiên quyết nói không với tham nhũng, và cái vấn đề đầu tiên là phải xử lý ở lực lượng cảnh sát biển. Và thưa quý vị, trong một thời gian rất ngắn từ tháng 5 cho đến nay, hàng chục ông tướng cảnh sát biển cũng như hai đại tá đã nhận những mức kỷ luật, thậm chí có người bị truy tố và bắt giam. Thưa quý vị, người ta nói trong số đó bê bối và hủ bại nhất đó là tướng cướp Nguyễn Văn Sơn, Doãn Bảo Quyết, Hoàng Văn Đồng và Phạm Kim Hậu. Theo đó, cả bốn tướng tá có tên vừa kể, ông nào cũng hai ba vợ bé, phòng nhì. Người ta đã bỏ tiền ra hàng trăm tỷ để mua các biệt thự cho bồ nhí, những cái xe hơi đắt tiền. Và thưa quý vị, có lẽ không phải hỏi tiền đó từ đâu ra. Rõ ràng là tiền tham nhũng được ăn cướp cụ thể từ các cái nguồn như sau. Thứ nhất, người ta thổi giá mua sắm vũ khí, khí tài, trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển. Thứ hai, họ trực tiếp mở cửa buôn lậu cũng như tiếp tay với bọn buôn lậu người Trung Quốc và người Việt ở trên biển, tìm cách tuồn xăng dầu hàng hóa vào Việt Nam, tạo ra sự gian lận và trốn thuế. Thưa quý vị, ở cái vấn đề thứ hai này là có bàn tay của Trung Quốc. Vấn đề thứ ba là các cái tướng lĩnh của cảnh sát biển đã cho kê khống số liệu mua xăng dầu cho toàn lực lượng cảnh sát biển để rút tiền chia nhau. Chưa hết, vấn đề thứ tư, họ bắt tay với các cái nhà thầu để ăn vật tư, kê khống số liệu, kê khống khối lượng, đội vốn trong các dự án xây dựng trụ sở làm việc cũng như doanh trại cho chiến sĩ. Một cái vấn đề thưa quý vị không thể tưởng tượng được, đó là các cái tướng lĩnh cảnh sát biển còn mở ra một cái vấn đề gọi là thuê ngư dân tuần tra thay cho cảnh sát biển, trả công cho ngư dân tuần tra với một cái giá rẻ, để rồi người ta rút ruột một cái số lượng xăng dầu để dành cho những cái chuyến tuần tra theo quy định khổng lồ, để hạch toán vào một cái khoản chi phí cảnh sát biển thuần tuần tra thường kỳ lên tới hàng nghìn tỷ. Thưa quý vị, theo giới phân tích, cần phải nói thêm rằng những diễn biến sự việc chỉ tạm giới hạn trong nhiệm kỳ của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong giai đoạn 2015-2020, chứ không đề cập tới cái vấn đề trước đó hay sau này. Điều đó đã chứng tỏ rằng các cái tướng cướp đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương bóc trần trước bản dân thiên hạ. Tuy nhiên, người ta nói tại sao lại xảy ra ở cái giai đoạn 2015-2020 thôi, thì người ta nói đó là có những cái nỗ lực của các cái phe nhóm trong đảng muốn làm rõ trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì như quý vị đã biết, lực lượng cảnh sát biển có trách nhiệm tuần tra giám sát cùng với lực lượng hải quân. Vậy mà lực lượng này bây giờ đã bán mình cho quỷ, bán mình cho ngoại bang để quay lại hút máu nhân dân và phản bội Tổ quốc. Điều đó dễ dàng để quý vị tưởng tượng và hình dung ra người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không khác gì những cái kẻ vừa kể. Và người ta nói một cái trách nhiệm cao nhất phải thuộc về chủ lò, tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng đường đường là Bí thư Quân ủy Trung ương trong các giai đoạn vừa qua, và đặc biệt trong cái nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị cao nhất người đứng đầu đảng và nhà nước, và đường đường là bí thư quân ủy trung ương trong suốt 3 nhiệm kỳ làm tổng bí thư. Và thưa quý vị, đến bây giờ người ta nói, trước đây cái gì những người ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng cũng đổ cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng bây giờ rõ ràng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra đi từ năm 2016. Đó là lý do người ta khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng không thể đổ thừa cho ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái việc làm hư hỏng tha hóa một cách có hệ thống cũng như dây chuyền đối với lực lượng cảnh sát biển, mà đó là một cái lỗi hệ thống do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo ra kể từ năm 2011 cho đến nay, dưới cái thời ông Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Tổng Bí thư. Theo giới phân tích và mạng xã hội, ông Nguyễn Phú Trọng và các cái đồng chí của ông luôn luôn tự hào về những cái thành công vượt bậc. Theo đó, với cái bản lĩnh và trí tuệ sáng suốt của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã lựa chọn được một cái đội ngũ tinh hoa, đặc biệt là sau Đại hội 13. Và như quý vị đã biết, những cái ủy viên trung ương của Đại hội 13, ví dụ như Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam, lập tức bị khởi tố và bắt giam. Đó là chưa kể đến cái trường hợp ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Hà Nội ông Đinh Tiến Dũng, hay ủy viên Bộ Chính trị trưởng Ban Kinh tế Trung ương ông Trần Tuấn Anh mới đây vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương điểm danh cùng ngày với hàng chục tướng cướp trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Điều đó cho thấy cái chất lượng làm nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng rất có vấn đề. Mà như lâu nay người ta nói, cái nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng chủ yếu là tiền. Tất cả tiền bạc muốn chức gì, cứ tiếp cận với trợ lý của Tổng Bí thư là ông Hồ Mẫu Ngoạt, tất cả đều có. Bởi vì Hồ Mẫu Ngoạt và Đinh Văn Ân là hai trợ lý của Tổng Bí thư hiện nay nổi danh với cái tên trùm chạy án và trùm buôn vua. Và người ta hỏi, ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn nói sáng suốt không đưa vào trong danh sách lãnh đạo Bộ Chính trị cũng như Ban Chấp hành Trung ương có những người có biểu hiện tham nhũng. Rồi ông Trọng còn đưa ra những cái quy trình 3 bước, 4 bước, 5 bước vân vân và vân vân. Điều đó đến bây giờ cái kim ở trong bọc đã lòi ra và trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng đã đến đâu. Như quý vị đã biết, trong giai đoạn vừa qua gần 30 năm, nhà nước Việt Nam đã đầu tư rất lớn cho hải quân và cảnh sát biển. Đó là cái điều cấp thiết, nhất là trong điều kiện Trung Quốc đang ngang nhiên ồ ạt có những cái hành động gây hấn khiêu khích đối với Việt Nam để cưỡng đoạt chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông trong cái đường đứt khúc chín đoạn mà chúng ta quen, đó là đường lưỡi bò. Những cái chi phí tới vài tỷ đô la trong thời gian vừa qua dành cho lực lượng cảnh sát biển, đó là chưa kể tới sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu đối với lực lượng này. Và một cái điều chung quy lại, hầu như toàn bộ những chi phí ngân sách cung cấp cho lực lượng cảnh sát biển là từ thuế của người dân. Vậy mà với những sai phạm tày đình như vậy, thì quý vị cũng như tôi và đa số người dân ở Việt Nam liệu có thể tin tưởng vào những cái hoạt động mua sắm sửa chữa của quân đội cũng như chính phủ Việt Nam từ trước hay không, đặc biệt là các cái hợp đồng mua vũ khí? Mà như quý vị đã biết, trước đại 13 có một cái vụ mua bán vũ khí với giá trị khoảng 10 triệu đô la có dính dáng tới ông Phạm Minh Chính và bồ của ông Chính, đó là bà Nguyễn Thị Nhàn, được rửa tiền qua Singapore. Những cái vấn đề đó đến bây giờ cũng rơi vào im lặng. Rồi truyền thông Hoa Kỳ đã từng tố cáo các cái quan chức của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các cái hợp đồng mua vũ khí của Hoa Kỳ, yêu cầu phía Hoa Kỳ phải thối lại cho họ một cái khoản hoa hồng 20%. Và thưa quý vị, chắc chắn với một cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ, người ta không bao giờ chấp nhận và dung túng điều đó. Đó là lý do tại sao từ trước đến nay hầu như Bộ Quốc phòng Việt Nam không mua những cái phương tiện chiến tranh của Hoa Kỳ, mà chủ yếu là mua của Nga. Bởi vì thưa quý vị, Nga dễ dàng có những khoản hoa hồng cho các đối tác của họ vốn từ xưa đến nay. Thưa quý vị, có một cái vấn đề, nó liên quan tới cái vấn đề tuyên giáo. Theo dư luận xã hội và giới phân tích, một cái điều mỉa mai là trong những người bị đề nghị kỷ luật, thậm chí sắp bị truy tố, có ông Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển, được biết vào tháng 5 năm 2021, tức là trước ngày bị thi hành kỷ luật, ông Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển, đã có một cái bài viết trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân. Theo đó, ông Quyết khẳng định, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị
nghị quyết của trên, đồng thời có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh kiên định, vững vàng đạo đức, lối sống trong sáng, phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ cảnh sát biển. Sau cái phát biểu của tướng Doãn Bảo Quyết, phó chính ủy cảnh sát biển, và ông này mới bị kỷ luật gần đây, thì lúc đó dư luận xã hội với ngã ngửa ra, ồ, hóa ra phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ của cảnh sát biển đó là tham nhũng và tiếp tay cho tội phạm. Thưa quý vị, cái vụ việc hàng loạt tướng lĩnh của lực lượng cảnh sát biển bị phế truất được giới phân tích đánh giá, đó là một cuộc hành trình chưa có điểm dừng trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và người ta nói, cá ăn kiến đã lâu và đến bây giờ thì kiến bắt đầu ăn cá. Tức là người ta sẽ xem xét trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng Trung ương. Tại sao trùng túng cho những cái sai phạm nghiêm trọng như vậy của lực lượng cảnh sát biển kéo dài trong một cái thời gian không nhỏ? Một cái câu hỏi đặt ra là vì đâu xảy ra cái nông nỗi như vậy? Thưa quý vị, dư luận xã hội cho rằng một cái điều mà người dân bây giờ rất thắc mắc từ trước đến nay và đến bây giờ, người ta hỏi rằng lực lượng cảnh sát biển đã có những hành vi vi phạm gì để bị đề nghị kỷ luật như vậy. Thưa quý vị, ở phần trên chúng tôi đã nói rõ 5 điểm sai phạm. Nếu chỉ căn cứ vào cái thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì cũng chỉ nói chung chung chứ không nói những cái hiện tượng hay những cái bản chất cụ thể của vấn đề. Nhưng có thể nhận định có một cái vấn đề, đó là các cái tướng lĩnh của lực lượng cảnh sát biển đã không quản lý tốt, sử dụng tài chính trong cái việc thực hiện dự án đầu cơ mua sắm trang thiết bị, rồi thông đồng với bọn buôn lậu để buôn bán ma túy, xăng dầu, đưa xăng dầu của Trung Quốc bán rộng rãi ở trên biển. Và đó là lý do người ta nói những cái vi phạm kể trên đã gây ra những cái hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt cái vấn đề nó thiệt hại về tiền bạc và tài sản của nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổn hại uy tín của tổ chức đảng và quân đội, gây bức xúc trong cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Thưa quý vị, có một cái điều rất đặc biệt trong thông tin của cái thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ có như vậy. Nói chung, nó chỉ chung chung, không nói những cái thông tin chi tiết, và sau đó truyền thông nhà nước rập khuôn theo những cái thông cáo báo chí như vừa kể, đăng lại mà thôi. Xong thưa quý vị, theo những cái nguồn tin từ nội bộ của lực lượng cảnh sát biển cho chúng tôi hay, những cái sai phạm của các lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bao gồm, đó là các cái vấn đề công tác về quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm vật tư thiết bị, đặc biệt có những cái sự tòa rập thông đồng, thậm chí ảnh hưởng tới an ninh trật tự cũng như an toàn chủ quyền của Việt Nam ở trên biển. Một cái điểm đáng chú ý trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà ít người để ý, đó là đề nghị xử lý kỷ luật với hình thức nặng nhất, đó là khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Đại tá Phùng Danh Thoại, đảng ủy viên bí thư chi bộ, trưởng phòng xăng dầu cục hậu cần, Thiếu tá Lưu Thế Đức, đảng ủy viên phó đoàn trưởng đoàn trinh sát số 2. Thưa quý vị, đó là những cái cán bộ có cấp chức thấp nhất ở trong nhóm lãnh đạo vừa bị xử lý vừa qua của lực lượng cảnh sát biển. Song rõ ràng điều đó nó có thể được hiểu là hai người vừa kể đã có những cái hành vi vi phạm đến hoạt động chuyên môn của họ trong việc quản lý xăng dầu của lực lượng cảnh sát biển. Chúng tôi nhận được một cái nguồn tin đề nghị giấu danh tính cho biết đã có rất nhiều những cái hành vi tham nhũng trong việc sử dụng xăng dầu. Rất nhiều chuyến công tác tuần tra của cảnh sát biển thực ra chỉ tuần tra trên giấy, rồi để các cái lãnh đạo lấy số xăng dầu đó bán ra ngoài và chia nhau. Hay nói một cách nôm na là các lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thông qua hai nhân vật phụ trách vấn đề xăng dầu cũng như trinh sát, đã vẽ ra rất nhiều các cái hoạt động khống của lực lượng cảnh sát biển, và từ đó họ đã rút được hàng chục nghìn tấn xăng dầu để bán ra ngoài, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ. Ngoài ra thưa quý vị, dư luận cũng không lạ gì chuyện người ta đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho chính quyền. Từ xưa đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà các cái nước độc tài không có sự minh bạch công khai thì đều xảy ra một cái tình trạng như vừa kể. Đó là giá cả thiết bị luôn luôn bị kê giá, kê khống, rồi người ta tráo đổi các vật tư nguyên vật liệu chất lượng thấp
thành chất lượng cao với giá cao hơn. Đơn cử như các cái đại án như Vinasin, Vinalight thì quý vị đã thấy tất cả đều thông qua cái việc nâng giá trong việc mua sắm các cái thiết bị cũ, nhưng mà về thì áp vào một cái giá mới ở trên trời. Những cái hành vi tham nhũng tương tự như vậy nó không chỉ xảy ra ở lực lượng cảnh sát biển mà kể cả lực lượng hải quân cũng tương tự. Chẳng qua người ta nói chưa đến lúc người ta rờ vào lực lượng hải quân mà thôi. Thưa quý vị, cách đây khoảng 4-5 năm, bản thân tôi cũng theo dõi và viết những cái điều phóng sự điều tra về vấn đề này. Chúng tôi được biết gọi là tuần tra với một cái hải trình tiêu tốn xăng dầu bao nhiêu, nhưng thực tế không thực hiện. Đó là chưa kể những cái ngư dân trên biển nói bây giờ chả ai dạy gì mua xăng ở trên bờ, mà cứ mua của các cái đối tượng buôn lậu được lực lượng cảnh sát biển bảo kê, xăng của Trung Quốc giá rất rẻ. Điều đó nó cho thấy các cái hoạt động của lực lượng cảnh sát biển đó là bảo kê cho bọn buôn lậu ở trên biển, bao gồm buôn lậu xăng dầu, buôn lậu ma túy. Và các cái đường dây buôn lậu này có một sự tiếp tay bảo kê của lực lượng cảnh sát biển, chính là lực lượng giữ gìn an ninh trên biển. Đó là lý do tại sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như kết luận của Ban Bí thư đã coi các cái sai phạm này là rất nghiêm trọng. Thưa quý vị, kể tội thì cũng đã nhiều, nhưng bây giờ một cái câu hỏi, trách nhiệm này phải thuộc về ai? Thưa quý vị, trách nhiệm này trước hết phải thuộc về Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong giai đoạn 2015-2020. Bởi vì như quý vị đã biết, một cái núi ngân sách khổng lồ được cho là đến hàng tỷ Mỹ kim đã được chính phủ đầu tư hay rót cho cảnh sát biển tùy nghi quyết định. Thế mà các cái tướng lĩnh của lực lượng cảnh sát biển đã tự chuyển hóa trở thành những cái tướng cướp rất ngày sau Đại hội 13. Người ta, tức là các cái tướng lĩnh kiên quyết gây áp lực với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chọn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Phan Văn Giang, một cái người lẽ ra đã trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ Đại hội 12, sau khi tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, một người được cho là thân cận với ông Ba Dũng, đã bị ông Nguyễn Phú Trọng đá đi sang chiếc ghế Phó Chủ tịch Quốc hội và sau đó đã về hưu trước Đại hội 13. Và lẽ ra lúc đó người ta nói nhiều khả năng Phan Văn Giang sẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chứ không phải Ngô Xuân Lịch. Nhưng rõ ràng ban lãnh đạo Bắc Kinh cần một cái người Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là một sĩ quan chính trị, và tiếp đó sau Đại hội 12 tới Đại hội 13 có những cái phương án đưa ra, ông Lương Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị cũng sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế cho Ngô Xuân Lịch. Nhưng như quý vị đã biết, các cái tướng lĩnh Việt Nam kiên quyết phản đối và cuối cùng họ đã thành công trong việc đưa ông Phan Văn Giang là một sĩ quan tác chiến có kinh nghiệm, là một cái người đã tham gia những trận chiến chống Trung Quốc, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và nhờ đó những cái bê bối tham nhũng của lãnh đạo cảnh sát biển đã bị đưa ra ánh sáng. Người ta thấy rằng cũng giống như trước đây, phải chờ cho đến khi ông Trần Đại Quang qua đời thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới xử lý được một loạt tướng lĩnh trong Bộ Công an, trong đó có hai thứ trưởng mang hàm thượng tướng. Lần này Nguyễn Phú Trọng phải chờ cho Phùng Quang Thanh ra đi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về hưu, và trước áp lực mạnh mẽ của ông Phan Văn Giang, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải chấp nhận cùng với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xử lý cái ung ngọt của lực lượng cảnh sát biển. Và người ta nói cái cuộc truy vết liên quan tới đường dây bảo kê cho lực lượng cảnh sát biển mà trong đó có bàn tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn tiếp diễn, bởi vì dư luận xã hội cho rằng danh sách tướng lĩnh cảnh sát biển bị xử lý sẽ còn kéo dài thêm. Nó phải là con số 13, chứ không dừng lại ở con số 8 theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy vậy, dù là 8 hay 13, thì người ta khẳng định cuộc thanh lọc lần này nó chỉ mới là bề nổi của một cái tảng băng. Điều đó cho thấy lực lượng cảnh sát biển tan hoang cũng bởi vì không chỉ tướng lĩnh suy thoái, mà người ta nói trách nhiệm một phần quan trọng bậc nhất đó là trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Nguyễn Phú Trọng chưa hoàn thành chức trách trong việc đóng vai trò kiểm tra đôn đốc với tư cách Bí thư Quân ủy Trung ương. Trong suốt 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn không chối bỏ được trách nhiệm. Hơn thế nữa, người ta nói Nguyễn Tân Dũng đã về hưu từ năm 2016 thì chả có cái lý do gì để cho Nguyễn Phú Trọng đổ điều cho ông Nguyễn Tân Dũng như trước đây.
và trong một cái đại án dây chuyền, đặc biệt một cái đại án nghiêm trọng trong quân đội, đó là lực lượng cảnh sát biển, người ta nói là những biểu hiện cao nhất của lối hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, có những ý kiến đánh giá rất cao vai trò của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang. Người ta khẳng định ông Phan Văn Giang có vai trò khởi xướng và quyết định làm rõ, do đó khó có thể ông Nguyễn Phú Trọng có thể mỉm cười. Một trong những lý do Nguyễn Phú Trọng phải ngồi lại ở Đại hội 13 cũng vì liên quan tới những bê bối của lực lượng cảnh sát biển. Người ta nói tới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phan Văn Giang, một người được ủng hộ đa số của các cái tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, đặc biệt trong khối tác chiến. Thưa quý vị, tại sao lại dám khẳng định điều đó? Nếu quý vị biết rằng, trong đánh giá của ngành pháp chế quân đội, theo đó cho biết, tình hình tội phạm vi phạm luật pháp liên quan đến lĩnh vực quốc phòng an ninh diễn biến rất phức tạp. Và thưa quý vị, ngày 14 tháng 7, sau khi Quốc hội chuẩn y Đại tướng Phan Văn Giang trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lập tức Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động kiểm toán giữa Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp nghiên cứu, điều tra, đề xuất các cái giải pháp để kiểm tra, giám sát, ban hành, sửa đổi các cái văn bản quy định trong việc mua sắm, đấu thầu, quản lý tài chính công. Tuy nhiên, theo Đài Á Châu Tự Do, RFA, còn nêu một cái vấn đề khác, đó là nhiều người quan tâm tại sao chỉ có một loạt tướng tá chỉ huy của lực lượng cảnh sát biển bị truất chức và bị đề nghị kỷ luật trong những cái sai phạm kéo dài trong một cái thời gian rất dài, người ta nói ít nhất là chục năm có lẽ, mà tại sao bây giờ mới xử lý và cũng chỉ bị kỷ luật nhẹ hều như vậy. Và người ta khẳng định ai cũng hết sức ngạc nhiên vì điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam kể từ ngày 22 tháng 12 năm 1944 cho đến nay. Người ta nói trong các chiến dịch, trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ cũng như chống Trung Quốc, chưa bao giờ một cái lực lượng tướng lĩnh tới 8 vị đã hy sinh trong một trận đánh như các cái tướng tá của lực lượng cảnh sát biển hiện nay. Và đó là lý do theo giới quan sát, đây là một cái sự trả giá rất lớn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như tập thể Bộ Chính trị về mặt trách nhiệm lãnh đạo của họ đối với lực lượng cảnh sát biển nói riêng và quân đội Việt Nam nói chung. Thưa quý vị, về cái vấn đề này, nhà báo Nguyễn Như Phong, đại tá công an, nguyên phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, đã trong một cái status mới đây với tiêu đề Một nỗi buồn một câu hỏi. Theo đại tá công an ông Nguyễn Như Phong, tôi thực sự choáng khi tôi đọc các cái danh sách những cái tướng lính của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị người ta kỷ luật. Thực sự tôi đã không hiểu tại sao lại có những chuyện đáng buồn xảy ra trong một thời gian dài và đến bây giờ mới bị phát hiện. Theo đại tá Nguyễn Như Phong, tôi đã từng cùng đi với anh em cảnh sát biển khi xảy ra cái vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tôi đã thực sự khâm phục ý chí cũng như lòng dũng cảm của anh em. Tôi hiểu được cái nỗi gian khổ vất vả của anh em cảnh sát biển và cái sự xử lý đối với các lãnh đạo cao cấp của lực lượng cảnh sát biển là một tổn thất lớn cho lực lượng cảnh sát biển và quân đội Việt Nam. Song tôi, tức đại tá Nguyễn Như Phong, có một cái thắc mắc rất mong được các nhà tổ chức giải đáp cho tôi. Theo đó, số là vừa rồi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận về những cái sai phạm ở Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Và những người phải bị chịu trách nhiệm theo kết luận là Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế ông Trần Tuấn Anh. Nhưng tại sao hai cái vị vừa kể lại được ông Nguyễn Phú Trọng đưa vào Bộ Chính trị và giữ cương vị cao hơn? Theo nhà báo Nguyễn Như Phong, vậy tại sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy nhỉ? Trước đó thì tất cả đều được khẳng định là đủ tiêu chuẩn và đã qua năm bước xét duyệt cực kỳ minh bạch, dân chủ và nghiêm túc theo lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì công tác xét duyệt nó có vấn đề gì hay không? Tại sao bây giờ người ta mới lùi ra mà lại rồi ra những cái nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13 chỉ có vài tháng? Theo đại tá Nguyễn Như Phong, rõ ràng cái câu chuyện tuyển chọn cán bộ cao cấp của Việt Nam hiện nay chủ yếu là người ta đưa ra cái gọi là quy trình nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng thực sự có vấn đề. Vậy nó đã cho thấy
một số đồng chí đã bị lộ, còn các đồng chí chưa bị lộ thì tới đây sẽ xử lý như thế nào? Hay là ông Nguyễn Phú Trọng lại nói rằng coi như nó là sự đã rồi hay sao? Theo đại tá Nguyễn Như Phong, tôi cũng muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng vì lý do tế nhị nên tôi cũng chỉ đặt vài cái câu hỏi như vậy mà thôi. Trong khi đó, thưa quý vị, nhà văn Tạ Duy Anh có một cái nhận xét về cái vụ việc những sai phạm trầm trọng và nghiêm trọng của lực lượng cảnh sát biển hiện nay. Theo nhà văn Tạ Duy Anh, dưới cái nick của trang Facebook Lão Tạ, trong một cái status mới đây đặt một cái câu hỏi: vậy bây giờ đất nước Việt Nam sẽ dựa vào đâu? Theo đó, thành thật, có những lúc tôi nghĩ tôi đã có quá lời. Sau cái vụ hàng chục tướng tá, bộ trưởng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, họ là những cái kẻ luôn luôn nói ra miệng yêu đảng, yêu chế độ, cho đến giọt máu cuối cùng. Nhưng đến khi chúng nó lộ mặt thì đã thấy chúng nó là những cái kẻ chuyên đục khoét đất nước. Họ chính là thế lực thù địch, chứ không phải đi kiếm ở đâu mà ông Nguyễn Phú Trọng cứ đổ thừa. Đó là những cái kẻ thù của nhân dân. Theo nhà văn Tạ Duy Anh, tôi vẫn chưa hết những cái băn khoăn về những cái bệnh nhận định của cá nhân tôi. Nhưng bây giờ thì hóa ra đó không chỉ là một cái sự thật, mà nó còn là một cái sự thật có từ rất lâu. Nó sẽ còn là một sự thật rất lâu lâu nữa, ít nhất cho đến khi nào những cái kẻ dối trá, bất tài, lưu manh là những cái sản phẩm nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị người ta lật mặt bằng sự kiểm soát trung thực, không phải cái kiểu như ông Trọng vừa đá bóng vừa thổi còi làm nhân sự, nhưng lại đằng sau để cho đàn em mình, trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngục, buôn vua bán chúa. Câu chuyện những cái tướng tá của cảnh sát biển bị kỷ luật vừa qua chắc chắn từng được coi là một cái tấm hiền bảo vệ cho đất nước và là niềm tự hào của chế độ hiện nay. Và những kẻ đó chắc chắn mỗi tuần họ đều đứng trang nghiêm chào cờ đỏ sao vàng, mắt rưng rưng nhìn đảng kỳ, trong lòng nức nở những cái lời thề bồi theo kiểu quyết tử cho Tổ quốc Việt sinh. Nhưng cuối cùng đó là những cái kẻ bán nước, những kẻ bán rẻ chủ quyền của quốc gia. Và cái câu hỏi đất nước dựa vào đâu khi xảy ra tai họa của giặc tàu cộng, hóa ra cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Và điều đó khiến cho tôi, tức nhà văn Tạ Duy Anh, nghĩ tới câu chuyện An Dương Vương và thần Kim Quy. Khi thần Kim Quy nói với An Dương Vương rằng kẻ thù đứng sau lưng nhà vua, và bây giờ kẻ thù không ai khác chính là vua. Thưa quý vị, những cái điều vừa kể nó chỉ là một trong muôn vàn những cái ví dụ liên quan tới những cái lãnh đạo cao cấp hay một cái bộ máy tập thể lãnh đạo có những cái vi phạm rất nghiêm trọng. Một cái câu hỏi đặt ra là liệu nó còn những cái đại án khác kể từ nay tiếp theo hay không? Bởi vì như quý vị đã biết, tội trạng của các cái tướng lĩnh cảnh sát biển được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng. Trước khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mùng 1 tháng 10 thì quý vị đã biết hai thiếu tướng Tư lệnh vùng, đó là Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh, đã bị khởi tố bắt giam. Theo giới phân tích, dù những cái kẻ sâu mọt đã đang bị ném vào lò, song một cái điều nhức nhối còn trong dư luận hiện nay là vậy lấy cái gì đảm bảo rằng đội ngũ kế cận mấy cái vị tướng cướp trên sẽ không đi theo vết xe đổ của bậc đằng này? Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại cái phát biểu của tiến sĩ Trần Thất, nguyên vụ trưởng vụ hành chính tư pháp Bộ Tư pháp, đã nói mỗi cái thể chế dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 cho đến nay là cái thể chế đẻ ra tham nhũng, tạo điều kiện dễ dàng cho tham nhũng, rồi chúng nó lại hò hét nhau chống tham nhũng, thì cũng xứng đáng để suy tôn một cái thằng bơm đầu bạc nó làm lãnh đạo đầu đảng, phải không các vị? Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao thiếu tướng Lê Kế Lâm, nguyên trưởng đô đốc Hải quân Việt Nam, đã có lý khi ông nói việc kỷ luật đối với lực lượng cảnh sát biển tôi nghĩ là một chuyện bình thường. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã kiên quyết đẩy mạnh chống tham nhũng và tiêu cực. Đặc biệt với cái nỗ lực của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, theo Thiếu tướng Lê Kế Lâm, qua việc kỷ luật các cái tướng lĩnh cảnh sát biển, nó đã chứng minh rằng ở Việt Nam chỗ nào cũng có tham nhũng. Tuy nhiên, cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam nó lại còn có rất nhiều vùng tránh, chứ không phải là không có vùng cấm. Nó vẫn còn nhiều chỗ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ưu tiên cho các cái đàn em của mình. Theo đó, đây là một cái câu chuyện đau lòng
Như thế tại sao lại bình thường? Theo Thiếu tướng Lê Kế Lâm, nghĩa là nó còn rất nhiều đại án mà người ta chưa phanh phui ra mà thôi. Đại án cảnh sát biển nó chỉ là một cái mảng phên dậu quan trọng trong hệ thống phòng thủ của đất nước. Mảng phên dậu ấy bây giờ đã đổ nát. Nhưng tại sao người chịu trách nhiệm là cao nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại không liên quan mà chỉ hành tội các tướng lĩnh cảnh sát biển? Thưa quý vị, dư luận xã hội thấy rằng thật là chua xót khi những người đại diện cho niềm tin ở nơi đầu sóng ngọn gió trở thành những cái kẻ phản bội Tổ quốc, trong lúc các cái sĩ quan chiến sĩ cảnh sát biển tại cả bốn vùng ở Biển Đông ngày đêm bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với các biển đảo quốc gia, thì hầu hết các chỉ huy cao cấp của lực lượng cảnh sát biển đã nối giáo cho rằng ngoài những cái chuyện họ làm mất uy tín của quân đội, theo dư luận có thể khép vào tội khi họ bảo kê trong nhiều năm cho cái lực lượng cát tặc gián tiếp tiếp tay cho Trung Quốc bồi đắp các hòn đảo cưỡng chiếm của Việt Nam. Và đây không chỉ là một cái vấn đề gây thiệt hại lớn về tiền bạc và tài sản của nhà nước, mà phải ghép tội bọn này vào tội phản quốc. Ở đây chúng tôi cũng phải nói với quý vị, nếu những ai chưa biết về cái vụ quân đội Việt Nam khai thác cát để bán cho Trung Quốc bồi đắp các cái đảo nhân tạo, thì quý vị có thể tìm kiếm những cái video mà chúng tôi đã phát trong thời gian trước đây. Quý vị sẽ hiểu rõ có những cái sự tòa rập. Và điều đó Nguyễn Phú Trọng rất biết, tại sao không xử lý. Và nếu như thực sự ông Nguyễn Phú Trọng dung túng chỉ một trong cái hiện tượng bán cát cho Trung Quốc, cũng phải ghép Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tội phản quốc. Tuy nhiên, có những người cho rằng không chỉ là cái vấn đề gây thiệt hại về tiền bạc tài sản của nhà nước, mà việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương truất phế những cái tướng lĩnh hàng đầu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, nó có phải là một cái hành động quyết liệt đặt kỷ cương phép nước lên trên hết hay không? Theo giới phân tích, không hẳn là như thế. Bởi vì nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương người ta thực sự đặt kỷ cương phép nước lên hàng đầu, thì họ sẽ phải xử lý vụ việc này từ rất lâu, chứ không phải bây giờ. Chẳng qua bây giờ, cái nhân tố quyết định là Đại tướng Phan Văn Giang, một cái người đã có một quyết tâm chống tham nhũng một cách thực sự, chứ không kiểu chống tham nhũng nửa vời như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mồm thì nói. Chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng lại có rất nhiều khoảng trống vắng. Theo giới phân tích, đặc biệt những cái người có am tường về chính trị Việt Nam, người ta nói chủ yếu hiện nay những cái cuộc đánh đấm trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nó xuất phát từ cái lồng nhốt của quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như đã bị người ta lãng quên, và tới đây sẽ có những cái cơn đại sóng thần còn hơn cái đại dịch Covid Corona. Và điều đó ông Nguyễn Phú Trọng đã cảm dự được cái vai trò của mình bị giảm sút rõ rệt. Tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng không rời bỏ chiếc ghế Tổng Bí thư được, bởi vì còn có hàng chục những cái đại án như đại án cảnh sát biển mà ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm chính sẽ diễn ra trong thời gian tới đây. Trong khi đó, người ta đang nghi ngờ một cái liên minh vô hình của Bộ Tam, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Nguyễn Xuân Phúc đang có những chỉ dấu cho thấy bùa vây và hạ uy tế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đó là lý do tại sao ngày 24 tháng 9 ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhờ Tập Cận Bình gọi điện sang Hà Nội. Đó là một cái hình thức trấn an cũng như cảnh báo đối với bộ bàn đối với bộ tam chính Huệ Phúc. Tuy nhiên, đó là chưa kể tới cái tội trạng của ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay vẫn có những cái luồng dư luận quy phần trách nhiệm chính cho ông Nguyễn Phú Trọng trong việc đề ra 15 vạn dân, trong việc đề xảy ra 1 vạn rưỡi dân Sài Gòn chết oan trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Và người ta nói tới đây các cái đại án tương tự như cảnh sát biển sẽ không dừng lại tại đây. Nguyễn Phú Trọng đã hiểu rất rõ một cái điều, đó là con hổ quyền lực mà Nguyễn Phú Trọng cưỡi từ năm 2011 cho đến nay rất nguy hiểm. Và đó là lý do Nguyễn Phú Trọng không chịu rời bỏ chức vụ, sẵn sàng chết trên ghế. Bởi vì tới đây bọn đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sẽ sờ gáy tiếp tục cái đường dây bảo kê cho lực lượng cảnh sát biển. Rồi nếu như ông Nguyễn Phú Trọng không chịu sờ gáy các ủy viên Bộ Chính trị đương chức như chúng tôi vừa kể ở trên, đó là các trường hợp ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ủy viên Bộ Chính trị
trưởng ban kinh tế trung ương ông Trần Tuấn Anh, thì ông Nguyễn Phú Trọng hay coi chừng những cái hậu họa còn đang sờ sờ ra đó. Và người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng có thể chấm dứt trò chơi vương quyền trong ngày gần đây. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.